chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lam Đồng. Kính thưa quý bà con, trong chương trình hôm nay chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin mới thiết thực hữu ích liên quan đến các vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Và những vấn đề nông nghiệp đáng quan tâm hay những mô hình sản xuất hữu ích nào sẽ được giới thiệu trong chương trình hôm nay? Xin mời bà con cùng đồng hành với chúng tôi trong 15 phút của chương trình. Chú trọng đầu tư công nghệ sau thu hoạch, chế biến sâu để nâng tầm giá trị nông sản xứng với tiềm năng vốn có. Lâm Đồng có tới 80% nông sản tiêu thụ qua kênh phân phối truyền thống. Độc đáo nghệ thuật trồng nho bonsai tại Ninh Thuận. Thưa quý vị và bà con, mở đầu nội dung của 365 ngày chuyển động hôm nay tiếp tục là những thông tin về sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 125 chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ, có hợp đồng liên kết lâu dài với sự tham gia liên kết của 75 doanh nghiệp, 40 hợp tác xã, 42 tổ hợp tác, cơ sở nhỏ lẻ và 13.148 hộ nông dân. Phần lớn nông dân đã liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi khép kín từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Trong đó có 68 chuỗi liên kết đã được các tổ chức trong nước và quốc tế chứng nhận về chất lượng sản phẩm. Cụ thể, địa phương đã có 8,2% sản lượng rau, 1,77% sản lượng hoa, 10,1% cà phê, 17,23% chè, 97% sữa tươi và 30,4% thịt lợn hơi được tiêu thụ qua hợp đồng. Các sản phẩm tiêu thụ qua chuỗi, đặc biệt đối với các sản phẩm rau, củ quả tươi tiêu thụ tại các thị trường cao cấp, có tăng giá trị sản phẩm cao hơn 20-25%. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm chưa qua sơ chế, chế biến sâu nên chưa nâng cao được giá trị kinh tế, cũng như hạn chế về thị trường tiêu thụ do không vận chuyển được đi xa vì công nghệ bảo quản vận chuyển còn rất hạn chế. Do đó, cùng với sự hỗ trợ từ cơ chế chính sách, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác cần chú trọng đầu tư công nghệ sau thu hoạch, chế biến sâu để nâng tầm giá trị nông sản xứng với tiềm năng vốn có. Trong khi ngành nông nghiệp Lâm Đồng đang tăng cường đầu tư chế biến sâu để tăng giá trị nông sản và đảm bảo đầu ra, thì ở khâu tiêu thụ, theo báo cáo mới đây của Sở Công Thương, kênh phân phối truyền thống, tức là chợ và các cửa hàng bán lẻ, vẫn là kênh phân phối nội địa chính của nông sản Lâm Đồng, phân phối khoảng 80% tổng lượng nông sản của tỉnh. Kênh phân phối hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi chỉ tiêu thụ khoảng 15%, còn ở kênh nhà hàng, khách sạn khoảng 5% tổng lượng nông sản của tỉnh. Rau vẫn là nông sản chủ yếu và thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng trong những năm gần đây. Diện tích canh tác đạt khoảng 19.479 ha, diện tích gieo trồng đạt 65.273 ha, sản lượng đạt 2.347.000 tấn mỗi năm. Toàn tỉnh có khoảng 910 cơ sở thu gom sơ chế rau các loại, trong đó có khoảng 15% số cơ sở có quy mô sơ chế trên 1.000 tấn mỗi năm. Tổng sản lượng rau các loại qua sơ chế trước khi đưa đi tiêu thụ tại các thị trường chỉ đạt khoảng 1.260.000 tấn, chiếm tỷ lệ khoảng 53,7% tổng sản lượng. Do đó, rau vẫn chủ yếu tiêu thụ trong nước. Và về dài hạn, Sở Công Thương Lâm Đồng sẽ chú trọng vào các việc sâu hỗ trợ trong khâu xử lý, bảo quản sau thu hoạch, tăng cường quản lý về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện có hiệu quả trong xây dựng thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành cho các sản phẩm nông sản. Xin được chuyển đến một thông tin đáng chú ý khác. Huyện Đà Oai, tỉnh Lâm Đồng được biết đến là vựa sầu riêng lớn nhất toàn tỉnh. Tuy nhiên, địa phương vẫn đang gặp một số khó khăn trong vấn đề phát triển thương hiệu riêng cho cây sầu riêng. Phòng Nông nghiệp huyện Đà Oai cho biết, toàn huyện trồng khoảng 2.500 ha sầu riêng với trên 1.700 ha đã cho thu hoạch. Riêng năm 2018 đã thu hoạch khoảng 19.000 tấn, nông dân thu trên 700 tỷ đồng. Và dự báo năm 2019, sản lượng sầu riêng cũng sẽ tương đương với năm 2018. Tuy nhiên, sản phẩm sầu riêng của địa phương hiện mới có nhãn hiệu chung cho toàn vùng, chứ chưa có tổ chức nào đứng ra xây dựng một thương hiệu cụ thể. Bởi vậy, địa phương đang tiếp tục thực hiện đề án thành lập các tổ hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn. Liên tục chương trình Độc đáo nghệ thuật trồng nho bonsai tại Ninh Thuận. Tìm đầu ra cho làng nghề trồng bí đao khổng lồ trước nguy cơ thất truyền. Chuyện nhà nông, lão nông thu lời trăm triệu nhờ vừa mãn cầu siêu khủng. Xin được tiếp tục đề cập đến những vấn đề đáng chú ý trong sản xuất hiện nay được ghi nhận ở một số địa phương. Thưa quý bà con, ngoài lợi ích kinh tế về cây ăn quả, những năm gần đây, cây nho đã được nhiều nông dân tỉnh Ninh Thuận nâng tầm thành nghệ thuật trồng nho bonsai. Sản phẩm nho bonsai hiện đang được nhiều người yêu cây cảnh ưa chuộng, làm phong phú thêm các sản phẩm từ cây nho, góp phần quảng bá hình ảnh cây nho quê hương Ninh Thuận đến người dân trong cả nước. Tại vườn nho bonsai của nông dân Nguyễn Thường Lan ở phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận,
Những chậu nho bonsai xanh mướt với dáng hình bắt mắt đang được ông Lan cẩn thận chăm sóc để chuẩn bị trưng bày trong dịp lễ hội nho và vang Ninh Thuận 2019 sắp đến. Ông Lan cho biết để có được chậu nho bonsai đẹp, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, đòi hỏi sự kỳ công chăm sóc của người trồng với chiều cao khoảng 50-60cm, cành lá xanh biếc cho 3-4 chùm nho tạo nên chậu nho bonsai chân cảnh đẹp mắt. Nho bonsai này trong nhà phải là khép kín, trong nhà kín để tránh những sâu bệnh nó đột xuất nó xâm nhập vào. Phân bón cũng khác nữa và tưới nước cũng khác nữa. Tưới nước kia thì tưới cho giọt hay là tưới nước đại trà, có ở đây mình tưới là phải tưới từng chậu. Để làm ra một cái chậu nho bonsai là rất là kỳ công, thậm chí 1 năm, 2 năm trong một cái chậu nho để có thể xuất ra được. Khác với loại nho kiển được làm từ gốc nho già trước đây, hiện nay nho bonsai đang được người trồng phát triển theo xu hướng từ nho con, tạo dáng, cắt ghép với 4 giống nho khác nhau trong một chậu. Khi cho ra sản phẩm sẽ là chậu nho bonsai với chùm nho nhiều màu sắc. Hiện nay mỗi chậu nho bonsai có giá bán từ 2-3 triệu đồng, mang lại giá trị kinh tế cho người trồng. Cũng là câu chuyện liên quan đến nông sản, thông tin sau đây chúng tôi sẽ đề cập đến một loại nông sản quen mà lạ, nổi tiếng của vùng đất Bình Định. Quen là bởi vì đó là trái bí đao, một loại rau quả được sử dụng thường ngày. Còn lạ là bởi vì câu chuyện sau đây là về những trái bí đao khổng lồ có 102 tại Việt Nam, sản vật của người dân làng Chánh Trạch, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Những dàn bí đao khổng lồ này đang vào mùa thu hoạch, mỗi quả nặng từ 50-80 kg. Việc trồng loại bí này cũng rất nhiều công phu. Mỗi năm chỉ trồng được một vụ, rất vất vả nhưng lợi nhuận thu hoạch lại không cao. Hồi kia là người ta mua, người ta trồng là 10 chủ. Và bây giờ anh giảm lại coi như là còn 6 hoặc là 7 chủ là cao. Nhưng mà nó tùy theo cái thời tiết coi như là có năm là nó ra sai. Mà có năm là ra ít trái. Theo Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thọ, có những thời điểm diện tích trồng bí đao trên toàn xã lên tới 20 hectare, giờ đây chỉ còn chưa tới 1 hectare. Hơn nữa, giá thu mua bí cũng rất thấp, chỉ 5.000 đồng một ký, nông dân gần như không có lãi. Giá là nó không ổn định, giá nó bấp bênh, có lúc thì được giá, mà có lúc thì không được giá. Thì nói chung là nông dân là người ta cũng muốn là có cái đầu ra để phục vụ cho nông dân. Trong khi chưa có đầu ra cho sản phẩm, một số hộ trồng bí đã chủ động tự tìm hướng đi cho mình. Nhiều hộ đã kết hợp với các tour du lịch cộng đồng để vừa giới thiệu nghề truyền thống độc đáo, vừa có thêm thu nhập. Tuy nhiên, mới chỉ có một công ty du lịch của địa phương khai thác tuyến tham quan này và lượng khách cũng chưa nhiều. Mỗi lượt khách tham quan thì mình sẽ trả cho hộ dân ở đây 10.000 một lượt. Đó. Ngoài ra thì khách du lịch về tham quan thì có thể là thưởng thức trà bí đao và người dân có thể là phơi trà bí đao sao lên và bán cho khách du lịch mang về. Trong những năm gần đây, Quy Nhơn, Bình Định đang là điểm đến du lịch hút khách tại khu vực duyên hải miền Trung. Nếu phát triển đúng hướng, làng Chánh Trạch vừa giữ được nghề trồng bí truyền thống, vừa sẽ là điểm du lịch mới lạ, thú vị tại Bình Định. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. Việt Nam lọt vào top 3 nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới. Theo báo cáo mới đây của Rabobank, qua nghiên cứu các số liệu báo cáo cho thấy đến hết năm 2017, Việt Nam đã lọt vào top 3 nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới. Theo Rabobank, trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2017, tăng trưởng thương mại thủy sản toàn cầu đạt 4% một năm, ước đạt 153 tỷ đô la Mỹ năm 2017. Trung Quốc vẫn là nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới với giá trị xuất khẩu hơn 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017. Đứng thứ hai là Na Uy với hơn 10 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu. Việt Nam đã vượt qua Thái Lan, vươn lên đứng vị trí thứ 3 với giá trị xuất khẩu năm 2017 là 8,32 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu thủy sản Việt Nam tăng trong giai đoạn 2012-2017, chủ yếu dựa vào thương mại tôm và cá thịt trắng như là cá tra hoặc là ba sa. Điều đáng chú ý là vào cuối giai đoạn nói trên, xuất khẩu cá rô phi của Trung Quốc sang Mỹ bị giảm tới 33%. Tuy nhiên, khoảng trống đó đã được cá tra Việt Nam lấp đầy. Theo dự báo của Rabobank, trong những năm tới thì Trung Quốc và Na Uy tiếp tục là hai nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất, nhưng tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc sẽ chậm lại. Đáng chú ý, vị trí của các nước xuất khẩu lớn có thể thay đổi do các thách thức trong hoạt động nuôi trồng thủy sản. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông. Mãng cầu ta là một trong những loại trái cây thơm ngon được trồng phổ biến từ xưa đến nay. Dù ngon nhưng mà trái mãng cầu ta truyền thống lại rất nhiều hạt, quả nhỏ, phải 4-5 trái thì mới được một ký. Tuy nhiên thì một lão nông ở Đồng Tháp lại trồng được cây mãng cầu ta có trái lên đến hơn một ký, khiến người ở xa bán tính bán nghi, còn những ai đích mục sở thị thì phải trầm trồ.
Cây mãng cầu ta có trái khổng lồ trên được ông Nguyễn Văn Năm, 64 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đem về trồng tại vườn nhà cách đây 6 năm. Theo ông Năm, đây là giống mãng cầu ta dai của Thái Lan hay còn gọi với cái tên mỹ miều là Na Hoàng Hậu. Đặc điểm của loại trái cây này là trọng lượng lớn gấp 3 đến 4 lần so với trái mãng cầu ta thông thường, da vàng, ít hạt, vị ngọt thanh, thơm ngon. Trước đó, ông Năm trồng 2 hectare ổi nữ hoàng, nhưng loại trái cây này không còn cho lợi nhuận cao. Chính vì vậy, lão nông quyết định phá bỏ vườn ổi để chuyên tâm đầu tư trồng giống mãng cầu ta khổng lồ này. Hiện tại, khu vườn 2 hectare của ông Năm đã trồng được khoảng 2.000 gốc mãng cầu ta. Giống mãng cầu Na Hoàng Hậu Thái mà loại da vàng này nó có đặc tính là nó cao. Là do là trái to, trái là trung bình là nó nửa ký trở lên, tới khoảng ký 3, ký 4. Còn hột của nó là trung bình là 20 đến 30 hột trên một trái. Còn đặc tính của nó là ăn ngọt, thơm, lại ngọt thanh chứ không phải là ngọt gắt. Rồi màu sắc của nó mát mắt, thành ra thị trường ta rất ưu chuộng loại da vàng. Theo ông Năm, mặc dù Na Hoàng Hậu dễ chăm sóc, nhưng loại cây này không chiết được mà chỉ có ghép nhánh. Thời gian cho trái là 18 tháng, từ trổ bông đến thu hoạch trái là khoảng hơn 4 tháng. Tuy nhiên, quá trình ra hoa đậu trái vô cùng khó, đòi hỏi người nông dân phải biết kỹ thuật trồng. Do đặc tính trái to, giá thành cao nên chỉ cần mỗi cây đậu khoảng 30% trái là đã đạt. Kinh tế của cái cây Na Hoàng Hậu này thì so với các giống cây khác thì cái thu lợi nó cao hơn chứ không thua, từ bằng chứ cao hơn. Bởi vì một vụ trái của nó cho nếu hiện giờ đó là cho được 20 trái, trung bình là 10 ký trở lên. Thành ra trong năm 2 vụ là trung bình cái cây khoảng độ 4-5 tuổi, thì nó cho từ 2 vụ trái là bán từ giá 100 triệu trở lên. Hiện nay ngoài việc cung cấp trái thương phẩm ra thị trường, ông Năm còn nhân giống Na Hoàng Hậu tại vườn để bán cho bà con nông dân trong và ngoài tỉnh. Chuyển sang câu chuyện về một loại cây đáng chú ý khác của vùng đất Lâm Đồng, đó chính là cây atiso. Như quý bà con đã biết thì atiso là loại cây dược liệu được nhiều người biết đến như sản vật của tỉnh Lâm Đồng. Ngoài Đà Lạt thì atiso hiện cũng đã được nhân rộng trồng tại nhiều địa phương khác trong tỉnh Lâm Đồng với diện tích ngày một tăng. Hiện nay người trồng đã áp dụng các tiêu chuẩn thực hành tốt trồng cây atiso. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp cũng đã mạnh mẽ đầu tư chế biến sâu các dòng sản phẩm từ loại nông sản này, qua đó góp phần nâng cao giá trị cho cây atiso. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Uyên được thành lập tháng 10 năm 2005 là công ty chuyên sản xuất trà atiso chất lượng cao. Trải qua 13 năm hoạt động, công ty đã nỗ lực phát triển và ngày càng khẳng định chất lượng sản phẩm trên thị trường nội địa. Tuy nhiên, khi thị trường trà atiso túi lọc dần bão hòa, công ty đã mạnh dạn chuyển hướng đầu tư tập trung vào sản xuất cao atiso hướng đến thị trường xuất khẩu. Đến thời điểm này, đơn vị đã hoàn thiện nhà máy quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn HACCP để đáp ứng cho các đơn hàng từ đối tác Hàn Quốc trong năm 2019. Mỗi một ngày, một sản phẩm của doanh nghiệp đều phải cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm và mẫu mã để đáp ứng những cái đối tác mà khó tính nhất, mình đã đáp ứng được tất cả những điều đó. Thì đến bây giờ là cũng 6 đối tác của Hàn Quốc và đều đã được đánh giá rất là cao. Nên thế mạnh của mình đang nằm ở chất lượng của mình. Cây atiso đã được người Pháp di thực vào Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 tại Đà Lạt. Với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu thích hợp, atiso đã trở thành cây rau, cây dược liệu có giá trị ngày càng cao. Trong 6 tháng đầu năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Uyên đã ký kết thành công hợp đồng xuất khẩu 8 container cao atiso sang Hàn Quốc, cho thấy định hướng thị trường đúng đắn mà đơn vị này đã lựa chọn. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định và đạt tiêu chuẩn, công ty đã liên kết với 72 hộ nông dân trồng atiso tại Đà Lạt. Cứ 3,5 tấn lá atiso tươi sau khi trải qua 7 công đoạn chế biến sẽ cho thành phẩm 3 tạ cao atiso. Hiện đang tiến hành theo cái tiêu chuẩn mà HACCP là thực phẩm hỗ trợ sức khỏe. Nguyên liệu đầu vào thì bên em là liên kết với hộ nông dân để làm đúng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thu mua về thì phải có một cái bộ phận là VA để kiểm tra chất lượng sản phẩm, sau đó rồi mới đưa ra chế biến. Hiện nay định hướng của công ty vẫn là xuất khẩu dòng cao. Ngoài cao atiso còn có các loại cao khác tốt cho sức khỏe như cao hà thủ ô, cao đinh lăng, vân vân. Hoạt động này đã góp phần nâng cao chất lượng, giá trị của nông sản Lâm Đồng, trong đó có cây atiso. Thưa bà con, những câu chuyện nhà nông làm giàu đáng chú ý vừa rồi của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm đóng góp chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTVA@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02633 829930. Thiên Phước và Kim Quý xin được cảm ơn tất cả quý bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.